quạt chế từ động cơ 12V không chổi than. Hiện tại công suất đang tiêu thụ là khoảng 18W, dòng là 1,53A. Nếu như bình ắc quy các bạn là bình ắc quy xe máy khoảng tầm 6A thì các bạn chia cho 1,5A dòng tiêu thụ của nó thì các bạn sẽ được 4 tiếng sử dụng liên tục. Hoặc nếu như các bạn bình 30A các bạn chia cho 1,52A thì cái bình các bạn sẽ chạy liên tục được 19,7 tiếng. Xin chào các bạn đến với Mẹo Vặt 789, linh kiện 789. Ngày hôm qua bên mình có một cái lô hàng động cơ quạt 12V không chổi than, bao gồm 100 sản phẩm đang nằm ở đây. Thì tiện đây là mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn chế cái động cơ đấy vào cái quạt thông thường như thế này. Đây là một cái quạt dân dụng. Thì đây là một cái quạt sử dụng điện 220V, nhưng mà hiện tại bây giờ nó đã bị chết rồi. Nên là bây giờ mình sẽ làm một video thay thế vào và hướng dẫn các bạn cách chế vào trong cái quạt 220V nhé. Rồi ok, bước đầu tiên thì chúng ta sẽ tháo tất cả các cái lồng quạt, cánh quạt, làm sao mà có thể tháo ra được cái động cơ để chúng ta thay thế vào. Rồi, như vậy là chúng ta vừa mới tháo ra xong được cái phần cụm động cơ như thế này. Thì cái phần dây điện mà nó nối lên cái động cơ này á, các bạn vẫn giữ nguyên cho mình nhá. Các bạn sẽ lấy kéo cắt ngay tại đây luôn. Rồi, như vậy là cái động cơ này chúng ta sẽ vứt bỏ, không dùng đến. Cái này thì nó bị cháy rồi. Tiếp đến chúng ta sẽ tháo luôn cái nắp đáy ra. Hiện tại như các bạn thấy cái trục trụ của cái động cơ này nó là đường kính 8,6mm. Trong khi đó cái trục trụ này của động cơ 12V không chổi than nó là 9,4mm. Như vậy khi chúng ta lắp vào cái lỗ này thì nó sẽ không vừa. Bây giờ bên mình sẽ sử dụng một cái mũi khoan đường kính 10mm để khoan cái lỗ này để cho cái này có thể đút được vào nhé. Sau khi khoan xong thì nó sẽ trơn trượt như thế này để phục vụ cho cái lúc mà nó đỡ phải đảo hướng. Bây giờ chúng ta sẽ lắp lại cho cũ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lắp cái động cơ vào đây. Di tốc là như bình thường nha. Cái thanh đảo hướng này các bạn vẫn lắp như cũ, không có gì thay đổi cả, chỉ là chúng ta thay một cái động cơ khác vào thôi. Ở trên cái động cơ không chổi than này thì nó sẽ đi ra một cái cụm rắc 5 chân, bao gồm là có 5 màu khác nhau. Bây giờ các bạn sẽ tháo ra để chúng ta đấu nối công tắc rồi chít áp rồi nguồn cấp vào. Về phần đấu nối các cái dây ở trên đây thì các bạn đặc biệt chú ý cho mình. Mình nói đến đâu thì các bạn sẽ đấu nối đến đó, thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ nhầm lẫn. Ở trên đây thì bao gồm có 5 dây. Dây màu đỏ, dây màu xanh lá cây, dây màu đen, xanh dương và dây màu vàng. Thì trong 5 dây này các bạn cắt vứt bỏ cho mình cái dây màu xanh lá cây này, không dùng đến. Mình sẽ cắt nó đi. Còn lại 4 dây. Dây màu đen này, chúng ta sẽ nên đấu dây màu đen trước. Các bạn phải cần thêm một đoạn dây điện nữa để lát nữa chúng ta đấu vào cái công tắc đảo hướng. Một đoạn dây điện hai đầu như thế này, hai dây nhá. Đây, các bạn lấy lát nữa mình sẽ làm cái công tắc đảo hướng ngay ở cái chỗ cái lỗ túp năng đảo hướng nằm đây luôn. Thì chúng ta sẽ đo chiều dài dây, nó rơi vào khoảng tầm 10 đến 15 cm. Trong tất cả các cái quạt dân dụng thì khi hộp số nó nằm ở dưới đây thì chắc chắn nó sẽ có một cái cáp dây đi lên. Nó sẽ có bao gồm 4 ruột hoặc 5 ruột, 5 cái lõi như thế này. Tùy từng quạt các bạn nhé. Quạt nào nó cái tụ nằm dưới thì nó sẽ là 5 dây, còn tụ nằm ở trên đây thì nó có 4 dây như thế này thôi.
Thì bây giờ các bạn sẽ chọn ra một dây để đi chung với dây đen. Mình sẽ mặc định mình dùng cái dây màu trắng này nhá. Các bạn nhớ, dây màu trắng này chúng ta sẽ đấu chung vào dây màu đen. Đây, dây màu trắng và màu đen. Và các bạn nối thêm, các bạn cần thêm một đoạn dây khoảng tầm 10 đến 15 cm để chúng ta đấu cái công tắc đảo hướng. Thì các bạn cũng dùng một sợi của cái dây 15 cm đó đấu chung vào đây. Có nghĩa là cái mối nối này bao gồm có 3 dây. Một dây màu trắng để chúng ta đưa xuống hộp số, lát là chúng ta sẽ sử dụng mục đích khác. Một dây chúng ta nối ra để lát là chúng ta đấu vào cái công tắc đảo hướng. Như vậy là chúng ta đã đấu xong được một cái dây đen này. Tiếp theo thì cái phần đảo hướng, cái công tắc đảo hướng này nó sẽ có 2 dây mà. Còn một dây còn lại các bạn đấu vào cái dây màu vàng. Như vậy là chúng ta đã đấu xong được 2 dây màu đen và dây màu vàng. Còn lại 2 dây màu xanh dương và dây màu đỏ. Thì cái dây màu đỏ này các bạn sẽ đấu đi qua một con diốt mà nó đi kèm theo sản phẩm. Có nghĩa là khi các bạn mua cái động cơ này nó sẽ đi kèm theo cái con diốt này, nên các bạn không cần phải mua ngoài. Và chúng ta sẽ đấu đi qua con diốt này, và con diốt này sẽ đi vào một dây. Một dây đi xuống cái động xuống chỗ hộp số. Thì cái cụm này chúng ta cũng có dây màu đỏ luôn. Và cái chiều con diốt này các bạn lưu ý cho mình. Ở trên con diốt nó sẽ có hai đầu. Một đầu có cái màu vạch trắng này, sơn trắng, và một đầu không có sơn trắng. Thì cái đầu có sơn trắng này các bạn sẽ hàn vào dây đỏ ở trên động cơ. Còn cái đầu mà không có cái sơn màu trắng này chúng ta sẽ đấu vào cái dây màu đỏ để xuống hộp số. Như vậy là chúng ta đã đấu được 3 dây ở trên cái cụm động cơ này. Còn lại một dây màu xanh dương. Thì cái dây màu xanh dương này các bạn sẽ đấu tiếp tục vào một cái dây còn lại. Sẽ đấu tiếp tục thêm một dây để xuống cụm hộp số. Như vậy là cái dây từ hộp số đi lên chúng ta sẽ sử dụng có 3 dây thôi. Còn lại dây thừa chúng ta cắt vứt đi. Rồi bây giờ chúng ta đấu luôn vào. Nhưng các bạn lưu ý cho mình, các bạn đấu dây màu gì ở trên đây thì lát nữa xuống kia các bạn phải nhớ dây màu đó vào màu gì. Ok, như vậy là tất cả 4 dây ở trên cái phần động cơ này chúng ta đã đấu xong. Bây giờ chúng ta sẽ xuống cái phần hộp số để đấu ở dưới đó. Về phần dưới hộp số, chúng ta sẽ tiến hành đấu nối công tắc và đấu nối chít áp. Thì đây là những cái linh kiện, phụ kiện mà đi kèm theo sản phẩm. Khi các bạn mua động cơ nó sẽ đi kèm theo 2 công tắc, 1 núm vặn và 1 chít áp, cùng với 1 con diốt mà lúc nãy chúng ta vừa mới hàn xong. Chúng ta sẽ chọn một cái địa điểm ở trên đây để bố trí một cái chít áp nằm ở đây để tăng giảm cái tốc độ của quạt. Và bố trí một cái công tắc nằm ở vị trí nào đó thì tùy các bạn chọn. Bây giờ bên mình sẽ khoan một cái lỗ chít áp đây và một cái lỗ công tắc ở gần đây luôn nhé. Như vậy là mình đã thiết kế được cái chít áp nằm ở đây để tăng giảm cái tốc độ động cơ, công tắc để bật tắt. Như các bạn cũng biết là lúc nãy chúng ta chỉ sử dụng có 3 dây thôi, dây màu trắng, vàng và đỏ. Còn lại cái dây này chúng ta sẽ cắt vứt đi. Sau khi cắt xong thì chúng ta sẽ còn lại 3 dây. Thì như các bạn cũng biết là nơi cái quạt 220V thì nó sẽ có một cái đoạn dây ổ cắm như thế này. Ổ cắm để chúng ta cấp điện 220V mà của cái quạt chính nguyên bản của nó. Bây giờ chúng ta sẽ tận dụng cái dây này để cấp nguồn 12V cho nó luôn. Thì trên đây các bạn sẽ sử dụng cái dây màu đỏ. Dây màu đỏ này có nghĩa là nối vào dây màu đỏ ở trên cái cụm động cơ này các bạn nhé. Các bạn lưu ý cái màu dây nó sẽ khác so với ở trên đây. Các bạn chỉ cần gióng từ trên đây xuống dưới kia là được. Đây, dây màu đỏ các bạn sẽ đấu vào, hàn đi qua công tắc. Một chân lên động cơ các bạn hàn vào một chân của công tắc, còn một chân công tắc thì các bạn hàn vào cái dây đi ra cái bình ắc quy. Như vậy là chúng ta bật công tắc thì động cơ chạy, còn không bật công tắc thì động cơ tắt. Và ở trên đây thì còn hai dây. Hai dây thì các bạn sẽ gióng lên đây. Trên động cơ đi xuống mà chúng ta còn hai dây á thì đó là một dây màu xanh dương chúng ta cho vào dây vàng. Dây màu đen chúng ta dần cho vào dây trắng. Thì mặc định cái dây màu đen là âm nguồn. Đây, dây màu đen thì chúng ta đấu vào màu trắng thì nó lại sẽ là âm nguồn. Chúng ta sẽ đấu vào cái dây còn lại của đầu ra bình ắc quy. Sau khi đấu xong thì chúng ta sẽ hàn vào chân giữa của con chít áp.
Như vậy là chúng ta đã đấu xong được tất cả các dây. Còn lại dây màu vàng. Dây này là dây để chạy quạt. Thì cái dây màu vàng này nó được đấu với cái dây màu xanh dương nằm ở trên cụm quạt. Xuống đây thì các bạn sẽ hàn chân này vào cái chân bên phải của cái chiếc áp này. Nhìn từ hướng đằng trên nhìn xuống, còn đằng dưới thì nó là chân bên trái. Chúng ta sẽ tiến hành hàn vào luôn. Như vậy là chúng ta đã đấu nối hoàn tất được tất cả cái phần điều khiển và phần động cơ. Bây giờ chúng ta sẽ lắp cái nắp này lại. Bây giờ mình sẽ tổng kết lại một lần nữa để các bạn dễ hiểu hơn. Vì lúc nãy, từ nãy giờ chúng ta đấu nó cũng hơi lằng nhằng một chút. Trên đây các bạn chỉ cần hiểu một cách như thế này. Dây màu đỏ là dây dư nguồn. Dư nguồn thì các bạn sẽ đi qua diode và đi qua công tắc. Các bạn đấu trực tiếp vào bình ắc quy. Dây màu đen là dây âm nguồn. Cái dây màu đen này các bạn đấu trực tiếp vào bình ắc quy luôn. Còn dây màu vàng này là dây đảo hướng, kích hoạt động cơ đảo hướng nó hoạt động. Thì muốn nó chạy được thì các bạn sẽ cho cái dây vàng này ăn vào chân âm thì động cơ nó sẽ chạy. Với điều kiện là động cơ chính chạy thì động cơ đảo hướng nó mới chạy. Chứ còn nếu như đấu dây hà vàng trực tiếp vào dây đen thì nó không chạy đâu. Dây xanh là dây kích hoạt động cơ chính này chạy. Đó, dây xanh là động cơ chính. Thì dây xanh muốn động cơ chạy chính này chạy được, chúng ta cũng phải cần đấu vào chân âm. Như vậy là lúc nãy chúng ta sẽ đấu dây xanh đi qua một con chít áp. Nó sẽ thay đổi cái giá trị điện áp đi vào chân âm. Thì tốc độ quạt nó sẽ thay đổi theo. Rồi. Thì cách còn lại. Và hiện tại thì còn lại hai cái dây mà lúc nãy chúng ta đấu. Một dây vào dây vàng, một dây vào dây đen. Có nghĩa là một dây âm và một dây kích hoạt của động cơ đảo hướng. Chúng ta sẽ hàn hai cái dây này vào một cái công tắc. Và cái công tắc đó thì bên mình sẽ bố trí nó nằm ngay khoét cái lỗ này để đút cái công tắc vào đây luôn. Hiện tại thì như các bạn thấy, cái mặt trước của cái động cơ không chổi than này nó lại khác so với mặt trước của cái động cơ bình thường dân dụng chúng ta. Nếu như các bạn mà sử dụng cái quạt Trinh 2 hoặc là cái quạt MD ngày xưa, hoặc là những cái quạt mà nó sử dụng 4 con vít xung quanh thì các bạn chỉ cần vít vào thôi. Còn những cái quạt điện cơ thông dụng như Việt Nam ta thì nó sẽ sử dụng hai con ốc hai bên và nó sẽ vặn một cái đai để nó giữ lại cái lồng ở đây. Nhưng ở nơi cái quạt này nó khác một chút. Thì bây giờ chúng ta phải cần phải chế đây. Cái này chúng ta bây giờ không dùng đến này. Các bạn sẽ làm sao thì làm, các bạn sẽ vít 4 con ốc xung quanh của cái miếng này. Đây, còn hai con nữa. Bây giờ bên mình sẽ vít ốc vào nhé. Ốc dính. Để bắn thêm hai con đây nữa. Như vậy là hai con ốc này đã được cố định vào trong đong đây. Các bạn muốn thì các bạn cố định thêm hai con bên đây nữa, mà không muốn thì các bạn để không hai con những này cũng được, cũng chắc rồi, không vấn đề gì. Bây giờ cho cái lồng vào. Cho cái lồng vào thì cái lồng nguyên bản của nó thì nó lại sử dụng bằng cái cục ren này, cái nắp ren này và vặn vào. Nhưng mà bây giờ chúng ta không ren được thì chúng ta sẽ lấy cái dây thít chúng ta buộc lại đây. Ok, lật lại nắp sau thì chúng ta cứ gắn vào như bình thường thôi. Chưa. Tiếp theo chúng ta sẽ thiết kế cái đầu vào. Đầu vào thì hiện tại chúng ta đang là cái ổ cắm, chúng ta cắt đi. Như lúc nãy mình có nói với các bạn, nếu như là nó hai màu dây thì chúng ta sẽ phân biệt được âm dương. Nhưng mà ở trong trường hợp này thì hai cái dây này nó đều là màu đen. Vì vậy là đối với động cơ này lúc nãy chúng ta đã lắp một cái con diode chống ngược cực rồi. Vì vậy các bạn có cho âm dương lộn nhau thì nó cũng không vấn đề gì cả. Hiện tại công tắc mình đang bật ở đây. Chiết áp đang tăng lên hết cỡ. Đây, nếu như trường hợp mà không đúng chiều âm dương thì nó sẽ không quay. Các bạn sẽ đảo ngược lại thì động cơ sẽ quay. Như vậy, chân bên này là chân dương. Chân dương nó sẽ đi vào cái kẹp cá sấu màu đỏ để chúng ta phân biệt âm dương. Và các bạn lưu ý rằng là cái kẹp cá sấu này nó không đi kèm theo bộ sản phẩm các bạn nhé. Các bạn phải mua riêng.
Và đến phần chúng ta lắp cánh vào. Các bạn biết rồi, những cái loại cánh quạt dân dụng Việt Nam ta thì đa số nó đều là cái kiểu khuyết như thế này. Thì ở trên đây nó lại là tròn, mà dưới đây nó dùng cái hai cái chốt như thế này. Thì bây giờ bắt buộc ở trên này các bạn phải khoan cho nó tròn. Cái khuyết này nó chỉ có một cái cá là nằm ở trên đây thôi, chứ còn dưới đây nó vẫn tròn các bạn nhé. Nên là không khó khăn gì trong cái bước này cả. Các bạn có thể lấy cái kéo hoặc các bạn có thể dùng mũi khoan, các bạn khoan cũng được. Sau khi các bạn khoan hết được cái khía cạnh ở trên đây rồi, thì cái phần dưới này chúng ta sẽ sử dụng cái cưa sắt. Các bạn cưa ngay phần ngang này, nó sẽ là tạo thành một cái rãnh. Các bạn dắt xuống đây là nó chắc luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cưa đi. Đi được rồi, không bao giờ ấn trượt. Ok, như vậy là lắp được cánh quạt vào đây, ok rồi. Như vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn và chế hoàn thành được một cái quạt điện cơ thông thường dân dụng 220V thành 12V sử dụng động cơ không thổi than. Bây giờ chúng ta sẽ kẹp vào bình để test thử xem. Âm dương nếu như các bạn có kẹp ngược cực thì nó cũng không vấn đề gì cả. Bởi vì là bên trong chúng ta đã có diốt chống ngược cực rồi. Bật công tắc lên và chúng ta vặn chít áp lên. Nếu như các bạn mở to hết cỡ thì cái tầm gió của nó cũng nó gần ngang với số 3. Nó cũng tầm như số 3 của quạt mình. Và các bạn có thể nghe tiếng. Bật đảo hướng thì bật công tắc phía sau. Các bạn lưu ý là cái động cơ này nó sử dụng nguồn cố định 12V nhé. Chứ còn nếu lên 24V thì không sử dụng được đâu. Cái phần đảo hướng này thì cái góc đảo hướng nó hơi hẹp một chút. Thì lát nữa các bạn mà muốn nó rộng ra thì các bạn phải cần tháo cái nắp sau. Có một cái thanh truyền động từ động cơ đảo hướng đi vào cái trục của quạt ấy. Thì các bạn bóp cái thanh đó nó dài thêm một chút nữa thì cái góc của nó sẽ rộng hơn nhiều. Rồi, như vậy là các bạn nào có nhu cầu mua hàng, các bạn có thể truy cập vào linh kiện 789.vn để đặt hàng. Hoặc các bạn có thể truy cập vào Sen Đỏ, bên mình có shop tên là Mèo Vọt 789. Hoặc là ở trên Shopee, shop có tên là linh kiện 789.vn. Hoặc các bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại Zalo như trên tiêu đề video 0355 774 789 hoặc 0399 774 789. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Chào tạm biệt.